Trong tạng luật phẩm tương ưng đối trị phần thảo mộc có đoạn mầm móng lầm tưởng không phải mầm móng, vì ấy chặt bảo chặt nấu thì vô tội. Mầm móng có sự hoài nghi, vì ấy chặt bảo chặt nấu thì phạm tác ác. Trong hai từ này, lầm tưởng và hoài nghi khác nhau ở đâu và cho mà cho hai quả khác nhau, và tội tác ác là gì và cho quả báo gì? Sư không hiểu tại sao quý vị lại hỏi như vậy, bởi vì sư thấy hai cái này nó rất là rõ ràng rồi. Có nghĩa là lầm tưởng là mình tưởng nhưng mình không có nghi ngờ gì hết trơn á. Mình đinh ninh, mình chắc là nó không phải mầm sống. Ví dụ như mà chúng ta đi Thái Lan đi, thấy một cái cô nào đó đẹp quá, chúng ta tin chắc cổ là phụ nữ 100%. Chúng ta làm quen, xin số điện thoại, tiếp xúc rồi cưới về cho đã, rồi tới hồi mới phát hiện ra nó tên là Nguyễn Văn Tèo. Nó phẫu thuật cái chuyển đổi giới tính. Lúc đó chúng ta mới chừng hững là tại vì cái lầm tưởng là chúng ta tin chắc nó là như thế nhưng mà nó không phải như thế, thì nó gọi là lầm tưởng. Còn cái anh hoài nghi là tôi cũng đi qua Thái Lan, tôi thấy một cái cô rất là đẹp, nhưng mà tôi nghi cái xứ này là xứ Thái nha, thành ra là tôi nghi lắm. Cái tướng đó nói không chừng nó là Nguyễn Văn Tèo đó, mà nói không chừng nó chỉ mới có chuyển đổi một nửa ở trên thôi, chứ còn một nửa ở dưới nó còn vẫn còn y nguyên cái thằng Nguyễn Văn Tèo. Thì đó là ảnh có sự hoài nghi ha, có sự hoài nghi. Cho nên là cái chuyện mà lầm tưởng và hoài nghi là hai chuyện nó khác nhau hoàn toàn, khác nhau hoàn. Một anh tôi tin chắc nó là như vậy, nhưng thực tế tới hồi đổ bể là nó chưng hửng nó không phải là như vậy. Nhưng còn cái thứ hai đó là tôi hoài nghi, tôi nghi ngờ, tôi không biết có phải như vậy hay không, cho nên hai cái khác nhau. Cái nữa đó là tác ác á, thì quả báo là có. Tội tác ác nó chỉ nó làm cũng là cái nghiệp bất thiện, nhưng mà cái nghiệp nó nhẹ trong cái giới tỳ kheo, nó là cái giới nhẹ, nhưng mà nhẹ nó không có nghĩa là phải là coi thường. Nó giống như bị tạt một nguyên một cái nồi nước sôi thì đó là phỏng nặng, nhưng mà dính một cái chung trà mà nước sôi nước trà mà nóng thì nó chỉ bị phỏng nhẹ. Nhưng mà phỏng nhẹ nó vẫn là phỏng, phỏng nặng cũng là phỏng, mà phỏng nhẹ cũng là phỏng. Nhưng không vì lý do đó mà tôi thấy người ta tạt cái ly nước sôi rất là nhỏ đây mà tôi coi thường ha. Thì tác ác cũng vậy, nó cũng là một cái nghiệp bất thiện nhỏ, nó là một cái lỗi nhỏ, nhưng không có nghĩa là chúng ta coi thường. Và cái quả báo á, thì nó còn tùy thuộc vào cái nghiệp chúng ta tạo là nghiệp gì, nó sẽ cho cái quả báo tương ứng đó. Nhưng mà do nó là nghiệp ác nhỏ cho nên cái quả báo nó cũng nhỏ. Sư lấy ví dụ như cái nghiệp trộm cắp nó sẽ khiến cho đời sau kiếp khác chúng ta nghèo nè, không có tài sản nè ha, nghèo không có tài sản. Mà nếu như mà nhờ cái phước bố thí mà chúng ta có được cái tài sản, chúng ta giàu có đó, thì do cái nghiệp trộm cắp đó, nó sẽ khiến cho chúng ta bị thân bại danh liệt, bị phá sản. Chúng ta chỉ giàu một khoảng thời gian nào đó thôi và sau đó chúng ta sẽ phá sản đó. Nhưng mà nếu như mà cái tội trộm cắp đó mà nên chúng ta trộm, cái nghiệp nó rất là nhẹ thôi, nó rất là nhẹ, nó nhẹ cả nào. Ví dụ như chúng ta đi thấy một cái anh nhà giàu đó, đi vô cái nhà của một anh giàu hết sức là giàu đó, mà đi vô nhà người quen, người thân, bạn bè thân nhau đó, nhà nó giàu ghê lắm ha. Thì nó để mình thấy nó có mấy cục kẹo trên bàn á, mình len lén mình lấy, mình bỏ túi, bỏ một cục thôi, len lén lấy một cục bỏ túi, thì nó cũng là nghiệp trộm cắp. Nhưng mà cái nghiệp trộm cắp nó rất là nhẹ, bởi vì sao? Bởi vì cái cục kẹo đó đối với một cái thằng bạn mình giàu á, nó không đà cái gì hết trơn, nó không là cái gì hết, cho nên nó không có nói cái cục kẹo mà khiến cho thằng bạn mình nó đau khổ thì nó quá. Làm gì có chuyện mà mình lấy cục kẹo mà nó đau khổ thì chắc không có nữa.
Nhưng mà nghiệp trộm cắp vẫn cứ là nghiệp trộm cắp. Thì đời sau kiếp khác á, mình sẽ bị, ví dụ như tháng nó đi làm tự nhiên là bị mất tiền oan, hoặc là tự nhiên là mình bị mất điện thoại, hoặc là đi xe thì tự nhiên là xe bị bể bánh là phải thay ruột, mà gặp cái thằng ức ơ nào đó nó bắt nó thay gì nó vá ruột cho mình, là nó đòi mình, nó chặt chém mình chơi, mình phải mua nguyên một cái bánh xe mới, ví dụ như vậy đấy. Thì nó nhẹ hơn rất là nhiều so với cái chuyện chúng ta bị khuynh gia bại sản, nhẹ hơn rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn cứ là mất mát tài sản đấy.